Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng. Để làm tốt công tác này, thời gian qua, nhiều chi đảng bộ đã có những cách làm mới với mô hình hay. Tại đảng bộ phường tư thành phố Sóc Trăng, trên cơ sở thực hiện kế hoạch số 53 ngày 2 tháng 8 năm 2022 của Ban thường vụ Thành quỹ, trong đó có nội dung xây dựng chi bộ 4 tốt theo tinh thần nội dung kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương, gồm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, đảng viên tốt. Theo đó, đảng quỹ phường quyết định đưa thêm vào một nội dung tốt là công tác phát triển đảng viên tốt, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình với tên gọi chi bộ năm tốt. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Sóc Trăng. Buổi lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ tổ dân phố 4 trực thuộc đảng bộ phường tư được diễn ra theo đúng quy trình. Đây là chi bộ có số đảng viên đông nhất trong toàn đảng bộ với hơn 120 đồng chí từ khi được triển khai kế hoạch thực hiện chi bộ năm tốt chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận khóm các tổ chức đoàn thể có sự tập trung hơn cho công tác nắm nguồn trên cơ sở chọn lựa những đoàn viên hội viên nổi bật tiêu biểu trong các mặt hoạt động phong trào có lập trường quan điểm chính trị vững vàng có ý chí phấn đấu từ đó tích cực chăm bồi nâng cao nhận thức làm tốt các bước kết nạp theo quy trình từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp được hai đảng viên mới trên tổng số 4 đảng viên theo chỉ tiêu được giao trong năm. Hôm nay thì được đứng vào hàng ngũ của đảng thì mình cũng lấy đẹp niềm vinh dự. Thì từ đó thì mình cũng gắng cố gắng phấn đấu rồi để phát triển bản thân mình hơn. Đảng bộ phường tư có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ tổ dân phố, 3 chi bộ ngành và 4 chi bộ trường học. Trên cơ sở thực hiện mô hình chi bộ năm tốt, các chi bộ trực thuộc đều nâng cao nhận thức và xem công tác kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải thực hiện tốt, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Trong đó, công tác nắm nguồn được thực hiện có phần chặt chẽ hơn. Các chi bộ trên cơ sở phối hợp với các ngành mặt trận đoàn thể để kịp thời phát hiện chăm bồi, xây dựng quy hoạch nguồn, dự nguồn phát triển đảng hàng năm, đảm bảo chất lượng nguồn tốt. Đến nay, đảng bộ phường đã kết nạp được hai đảng viên mới, hoàn tất 3 thủ tục và 4 thủ tục đang được tiến hành theo quy định. Trong chi bộ đăng tốt đó là có một cái một cái nội dung là tạo nguồn phát triển đảng viên tri tốt. Thì ngay từ đầu năm thì trong họp chi bộ thì chúng tôi cũng đã triển khai rộng rãi đến tất cả các đảng viên trong chi bộ thì trong đó thì đặc biệt là các cái trưởng đoàn thể của khóm để làm sao à, chúng ta triển khai rồi chúng ta nắm nguồn là từ đoàn viên hội viên à, của đoàn thể mình. Chi bộ năm tốt, trong đó nội dung phát triển đảng viên tốt được đưa vào đã thể hiện được quyết tâm chính trị cũng như nâng cao nhận thức của các cấp ủy của từng cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Qua đó đã phát huy được vai trò của từng tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn phường. Bởi ngoài giao chỉ tiêu thì công tác tham mưu giới thiệu cũng được các ngành đoàn thể cùng vào cuộc, thông qua các hoạt động phong trào lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú vào nguồn kết nạp. Qua đó, góp phần củng cố tổ chức, thúc đẩy các mặt hoạt động của các chi hội, tổ hội mặt trận đoàn thể đến giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường tư, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã thực hiện đạt theo chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm. Đến nay, tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ phường là 440 trên 410 đồng chí, đạt 107% chỉ tiêu nghị quyết. Nội dung xây dựng cái mô hình chi bộ năm tốt thì được quán triệt và nhận thức cách là chặt chẽ. Đặc biệt là đối với công tác phát triển đảng viên tốt thì trên tinh thần thì mình cũng có hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết từng nội dung để các chi bộ dễ dàng trong vấn đề thực hiện. Qua đó có thể nói rằng là cái công tác phát triển đảng viên tốt thì từng bước đã được thực hiện một cách có chất lượng hiệu quả hơn à, ví dụ như là trong những năm trước thì công tác phát triển đảng viên của phường thì mặc dù cũng đạt cái chỉ tiêu trên giao à, nhưng mà à, cũng có khó khăn nhất là vấn đề chuẩn bị cái nguồn để chúng ta làm công tác phát triển đảng à, sau khi mà mình ban hành kế hoạch này à, thì có thể nói rằng là cái hệ thống chính trị cũng vào cuộc đặc biệt là mặt trận các đoàn thể à, sau khi quán triệt cũng đã triển khai và cũng là à, cái nơi ta tìm được những cái quần chúng ưu tú những đoàn viên hội viên để giới thiệu cho đảng xem xét. Chi bộ năm tốt gồm lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, đảng viên tốt, nhất là công tác phát triển đảng viên tốt được đưa vào với ba nội dung thực hiện cụ thể, gồm xây dựng quy hoạch nguồn, dự nguồn phát triển đảng hàng năm và đảm bảo chất lượng nguồn tốt, thực hiện công tác phát triển đảng viên đảm bảo đúng quy trình quy định, hàng năm thực hiện phát triển đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy chi bộ, nâng cao ý thức tự giác, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị.